rồi. Những chú voi để mình đi vòng đường kia vào gần hơn thì sẽ nhìn thấy rõ nhé. Voi này không có ngà, rất to đấy. À, chúng ta gặp đầu tiên là những con loài voi, những con động vật thuộc loài cao nhất, không phải chưa cao nhất, chưa có cổ mà cao nhất, nhưng mà voi là loài nặng nhất, lớn nhất của đất trên, đi trên đất liền. Con này khoảng mấy tấn này? Con này có đến 3 tấn không? Đó. Hơn này. À. Con này không có ngà, em tưởng con những con ngà phải sẽ nặng hơn. Bởi vì là voi là đến 4 tấn là to nhất. Con này hơn 3 tấn. Cả năng thế. Có này trông hiền nhỉ. Có voi không? Chủ yếu chung con voi. Ôi voi voi. Người Việt Nam rất quý con voi thế nhỉ. Kia như là có mấy lá mía, vừa ăn mía rồi. Thôi tạm biệt voi nhá, đi ngoài khác.